Chào quý vị các bạn đang xem kênh YouTube của báo Điện tử Dân Việt. Chúng mình các bạn đang xem đây là lực lượng kiểm lâm thuộc địa phận của huyện Kim Sơn và huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Đây lực lượng kiểm lâm đang trực tiếp về khu vực cánh đồng lúa của xã Xuân Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình để xử lý những cọc lưới răng bẫy chim hoang dã sau phản ánh của phóng viên báo Điện tử Dân Việt. Hiện tại thì trên cánh đồng của xã Xuân Chính thì đang có khoảng 200 mét lưới. Đây là những tấm lưới không màu dùng để bẫy chim trời. Lượng chức năng đã thu giữ một số cái dụng cụ để bẫy chim ở đây. Nhận được cái thông tin của báo Dân Việt về cái tình trạng săn bắt chim trái phép ở trên địa bàn xã Xuân Chính, thì hạt kiểm lâm Kim Sơn đã phối hợp với lại chính quyền địa phương, công an xã trực tiếp xuống kiểm tra và đã thu giữ một số những cái dụng cụ để đánh bắt chim hoang dã trái phép. Cũng hạt kiểm lâm Kim Sơn thì cũng thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở rồi kiểm tra những cái tụ điểm bẫy bắt chim trái phép, là mà cùng với công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong cái công tác bảo vệ động vật hoang dã nói chung và trong đó có chim hoang dã nói riêng. Qua cái buổi kiểm tra này cũng cảm ơn báo Dân Việt đã thông tin và phối hợp với lại hạt kiểm lâm cũng như chính quyền địa phương để tuyên truyền nhắc nhở bà con nâng cao cái nhận thức bảo vệ chim hoang dã. Đây là những con chim bị mắc lưới và đã chết ở đây. Những chiếc lưới để bẫy chim trời tại xã Xuân Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Bình đã được lực lượng chức năng kiểm lâm đã trực tiếp tiêu hủy. Sau khi mà nhận được cái thông tin phản ánh của phóng viên báo Dân Việt thì chính quyền địa phương đã phối hợp cùng với lại các cái cơ quan chức năng đã trực tiếp ra ngoài cánh đồng để là tiêu hủy, thu giữ những các cái phương tiện để đánh bắt chim trời, những cái động vật hoang dã. Thì chúng tôi sẽ là tích cực tuyên truyền để là các cái người mà đánh bắt cái chim trời, động vật hoang dã là sẽ là không được là tiếp tục là hoạt động, và sẽ có những các cái biện pháp trong thời gian tới là để là xử lý các cái trường hợp mà cố tình mà không chấp hành, và sẽ tích cực tuyên truyền hơn nữa trên đài truyền thanh.